Kênh YouTube Đồ Xưa Lễ Nguyên kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trên mọi miền Tổ quốc nha. Mến chào lời. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lễ Nguyên. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì có một số tác phẩm để lên giới thiệu và báo giá với bà con của mình nha. Thì em có hôm nay có 3 bộ bài nha bà con. Và một số món đồ gốm Tàu và gốm Nam Bộ. Họ để giao lưu với bà con mình qua số điện thoại em 0772 872 78. Và em cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những clip vừa rồi nha. Thì hôm nay có cây đèn Tiffany chân cao nha, để giới thiệu với bà con của mình rất là đẹp nè. Đó, trao thủy tinh cho bà con. Đó, đây, trao có thể xoay được 360 độ luôn nha. Chân cao kéo một cây duy nhất thôi. Đó, hôm trước em về cũng số lượng rồi cũng đã giao lưu hết rồi nha. Hôm nay em còn được một cây này, em để giá thanh lý cho bà con của mình luôn nha. Cây đèn này thì tổng cái chiều cao á, em đo lên tới là 175 nha. Đó, còn đường kính trao này, đó, đường kính trao đèn này á, là nó lên tới là 48. Đó, rất là đẹp nha. Đây là những cái công tắc đèn nè. Đó, đèn led vẫn xài được bình thường nha bà con. Đó, bao xài bao sử dụng nha. Đó, rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng, đẳng cấp châu Âu luôn á. Đó, em còn một cây này duy nhất thôi. Hôm nay em để cái giá thanh lý với bà con của mình là chỉ 9,5 triệu thôi nha. Bên em bao cái ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, những cái bộ phận này thì em gã gáp ra, về bà con mình tự lắp ráp chắc lại dùm em nha. Đó, rất là đẹp nha, vẫn xài sử dụng được bình thường nha bà con. 9,5 triệu bao ship bao kiểm tra hàng nha. Nó khá là đẹp, Tiffany châu Âu á. Rồi đến cái mã tiếp theo, đầu tiên là mã số 1 nè. Đó là một cái bộ vàng. Đây bà con mình xem nha. Đó, một bộ vàng bốn đầu rất là đẹp luôn nha bà con. Bộ này thì nó gồm có tổng cộng là 6 món, 2 đôn, một vàng và 3 cái ghế nha. Đó, đặc biệt là cái bộ này là dán cái đôn á và dán vàng và mặt ghế ngồi đều là liền nguyên khối hết nha bà con. Đó, thì em sẽ đo kích thước từ món 1 cho bà con của mình. Đôn thì có cái chiều cao là 53. Chiều dài cái mặt đôn này lên tới 50. Chiều ngang của đôn là 40 nha. Đó, còn bàn thì cái chiều dài của cái bàn này nè là lên tới 124. Chiều ngang của cái bàn này là nó lên tới 59 nha. Mặt này là mặt một lá liền nha bà con. Đó, một lá liền, chất liệu của nó là gỗ gõ luôn á. Đây, độ dày này của nó em đo là hơn 2 phân của một cái miếng gỗ mặt bàn này nè. Rất là chắc chắn, mình lên mình đứng mình nhúng bình thường luôn. Đó, chân là đầu lăn, chân móng, mỗi chân có chiều ngang của nó là 10 phân. Đó, dày dặn chắc chắn lắm nha. Cái bộ này thì gỗ một mặt của nó. Đó, cái loại gỗ gõ này nè bà con mình xài càng lâu nó sẽ càng lên màu. Đó, nó lên màu đỏ hồng rồi nha. Đó, gỗ gõ đỏ, gỗ đỏ nha bà con. Càng mình càng xài nó sẽ càng màu hồng lên đó. Còn ghế nè, ghế đơn này á, chiều cao em đo lên tới là 116 và tổng cái chiều ngang cái phần tựa lưng này là 92. Chiều ngang hai cái tay này nha là nó lên tới 83 nha. Sâu ga lọt lòng là 50. Đó, cao từ mặt đất trở lên em đo là 41. Đó, cao là 41 nha. Chân là chân móng, đầu lăn rất đẹp. Đó, mặt ghế là liền một lá một tấm luôn đó bà con mình xem. Đó, hàng thì sạch sẽ làm tích và liền lạc nha. Đây và tay này là tay 12 nha bà con, tay 12. Thành dắt sau lưng này nó dày khoảng 10 phân phủ bì lắm á. Đó, còn cái quần lớn này nè, để em đo cho bà con của mình có thể tham khảo được luôn là 38 nha. Đó, 38. Đó, còn băng ghế dài này em đo cho bà con của mình luôn, lên tới tổng cái chiều dài này nha. Là nó lên tới 2 mét lần đó. Còn cái chiều sâu ra là nó lên tới là 50 phủ bì. Cái này là một lá luôn nha bà con, dày 2 phân luôn đó nha. Khá là đẹp, tổng cộng gồm 6 món, 2 đôn, một vàng và 3 ghế nha. Chạm đục là những cái quả đầu tiên rất là đẹp. Có hoa văn chạm chỗ, bộ này hàng cũ khoảng 3-40 năm thôi. Cây khô ráo nha, đó, không bị lỗi lầm. Đó, bà con mình xem khá là đẹp. Cái này thì mình có nhu cầu thì mình về xài sử dụng luôn, không cần đánh bóng gì thêm nữa đâu nha bà con. Vì cái này nói chung để mộc mạc nó mình xài càng lâu nó càng lên nước càng đẹp. Đó, thì bộ này hôm nay để giá thanh lý bà con của mình chỉ có là 33 triệu thôi nha. 33 triệu bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Hàng đến nơi cũng kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Đúng hàng đúng đầu thì bà con mình nhận giúp em, có vấn đề gì liên hệ số điện thoại em sẽ hỗ trợ thêm. Mã số 2 này thì em có một cái bộ vàng nè. Trúc nho, bộ này thì chất liệu là gỗ chắc. Bộ này đã được người ta đánh bóng lên rồi nha, vặt ni lên rồi, 2 đôn một vàng và 4 cái ghế đơn nha. Đôn có cái chiều cao em đo 40. Đó, đường kính mặt đôn là 32 nha. Còn bàn nó có đường kính mặt bàn này lên tới là 97. Chiều cao tổng cái bàn này là 72. Đó, mặt bàn này nói chung nó cũng có vài ba lá nha. Đó, ghép lại chứ không phải là mặt bàn liền một lá. Mặt bàn liền thì giá trị nó sẽ rất là cao. Đó, vì hàng gỗ chắc thì bà con mình cũng biết rồi, đồ gỗ rất là quý hiếm và giá trị trong thị trường hiện nay. Chân thì khá là dày dặn nha bà con. Đó, chân người ta làm nè, theo từng từng lớp lớp gia cố cứng cáp chắc chắn. Mỗi cây đố dày là từ 4 phân trở lên. Đó, chạm đục chút tre nha. Đây, cái ghế đơn nè, 4 cái ghế đơn. Chiều cao của mỗi ghế cái này em đo là 109. Chiều ngang phần tựa lưng ghế là 60 nha.
cái đường kính chiều ngang thế này là 66 và chiều sâu ra của ghế em đo là 47, từ mặt cắt lên vị trí mình ngồi là 43. Đó, bà con mình xem nha, chạm đục tứ quý là mặt nè, còn cái đây là trúc nho. Đó, cái độ dày thành sau lưng này là 4 phân, là chất liệu đều bằng gỗ chắc hết toàn bộ 100%. Đó, về bà con mình cứ cho thợ họ kiểm tra hàng, test hàng thoải mái. Đó, có sao thì báo mình chính xác nha, đúng gỗ chắc nhận không đúng quầy về yên tâm luôn. Đó, bộ này thì người ta đã làm bóng rồi, làm sạch sẽ rồi nha, sạch hết lại rồi, mình chứ mình về mình xài sử dụng thôi. Đó, em giao luôn cho bà con mình bộ bàn 7 món gỗ chắc nha, có giá là 45 triệu nha bà con. Hàng này là hàng nói chung em sưu tầm tùy theo nha. Giá mềm thì để bà con giá mềm chút xíu, có những loại giá rất là cao để bà con mình giá cao nha. Nói chung hàng gỗ chắc là hàng đẳng cấp rồi đó. Đó, bà con mình nghiên cứu theo Zalo để giúp em. Mã số 3 là em có một cặp đôn Louis. Đây đôn Louis Pháp xưa nha bà con, cặp này gỗ cỏ nha, đôn này tuổi đời khá là già, trên là 30-40 năm tuổi trở lên là cái cặp này nè. Đó, mặt là mặt đá tàu luôn á. Chiều cao đôn á là em đo lên tới 81. Mặt đôn có đường kính vuông là 45 nha. Và đôn này đặc biệt hai cái nó đều có hai cái ngăn tủ kéo ở trên. Đó, người ta chạm đục nè, lỏng rất là đẹp. Đó, chân là chân thiên nga luôn nha bà con. Chạm đục tứ diện á. Đó, bà con xem. Đó, phong cách Tây Âu. Cặp đôn này giá em giao lưu với bà con mình nha là 11 triệu đồng thôi nha. Bao ship toàn quốc luôn. Gỗ gõ nha, hàng này có tuổi đời theo thời gian luôn á. Và đến với mã kế tiếp số 4 nè, một cái bộ bàn vách. Đó, một cái bộ bàn vách này là 7 món, 2 đơn, 1 bàn và 4 cái ghế đơn nha bà con. Chất liệu là gỗ gõ luôn nha. Cái bộ này nó khô ráo xưa theo thời gian 5 tháng hết rồi nha. Đó, 7 món. Chiều cao cái bàn là em đo lên tới là 71. Tổng cái chiều dài của cái bàn là 105. Chiều ngang cho cái bàn là 50 nha. Đó, và đôn cái chiều cao em đo lên tới là 72. Mặt đôn chiều dài 40, còn chiều ngang của đôn lên tới 30. Đó, rất là dày dặn chắc chắn nha, đoạn liền khối hết. Chân này thì mỗi cái chân vuông này của nó em đo là 4 phân. Đó, bà con mình xem nha, bộ này mình ngồi nó gọn gàng lắm. Khách ngồi đến nhà mình ngồi vừa để mình tiếp khách nha. Uống nước trà đàm đạo thì nó rất là hợp lý. Còn ghế này thì em đo luôn, chiều cao của cái ghế này là nó 99. Chiều ngang tựa lưng ghế lên tới là 58 nha. Chiều ngang hai cái tay này nè là nó 63. Đó, từ mặt cắt lên vị trí cái ghế mình ngồi cũng khá là cao khón luôn, tới 51 lần. Đó, bà con mình xem đơn giản thôi, lịch lạc không cầm quá cầu kỳ nha bà con, nhưng mà khá đẹp. Đó, cái kiểu dách này như dách của mà mấy ông mà ngày xưa uống nước trà với người cao cao tuổi á. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha, chạm đục tích bình hoa, 7 món. Đó, em giao luôn cái bộ này giá chỉ có là 21 triệu thôi nha. Đó, 21 triệu đồng bao cái ship toàn quốc nha. Cái này nó còn dính bụi bặm chút đỉnh trên bàn trên đôn. Cái giao lưu em sẽ vệ sinh lại toàn bộ hết, làm sạch sẽ để cho bà con mình về mình xài sử dụng nha. Và mã số 5 là một cái bức tranh nè, ốc đỏ hồng rất là đẹp nha bà con. Tranh này là tranh ốc quyết nha. Đó, nó có tích về cha bà mẹ cũng như nói về con thơ nha bà con, khá là đẹp nha. Ở dán giữa liền nguyên tấm gỗ gõ luôn. Chiều cao này thì em đo nó lên tới 49. Tổng cái chiều dài cái bức này là 91. Độ dày khung tranh nó là 3 phân rưỡi gần 4 phân. Tấm giữa là một lá, bà con mình xem ốc á, mình có thể đánh giá được chất lượng của nó. Để em đọc cho bà con mình nghe ha. Bức này là ốc của nó giá trị nó cao hơn so với những cái loại tranh khác, cũng như là cái tích cha mẹ và cái ốc này nha. Đó, mình nhìn và cảm nhận giúp em, ốc này là ốc đỏ. Cầu cho cha được thanh nhàn, chúc cho mẹ được an khang tuổi già nha bà con. Rất là hay và ý nghĩa nha. Cái này mình làm quà tặng cho ba mẹ mình hết ý luôn nha bà con. Đó, thì hàng này về bà con mình cứ kiểm tra hàng, ốc đạt chất lượng đúng ốc quyết thì mình nhận. Đó, ốc bình thường tập trung bình, con trai thì hoàng về cho em yên tâm. Đó, gỗ thì chắc chắn luôn. Bức này giá em giao lưu là 7 triệu rưỡi nha bà con. Nói chung ở mỗi bức này thì ốc đẹp nha, 7 triệu 500 ngàn đồng. Và đến với mã số 6 em có một cặp đôn voi gốm Biên Hòa nha. Hàng này là hàng khoảng thập niên 90-80 nha. Đó, khoảng 30-40 năm thôi. Hàng cũ đó nha, không cổ không xưa. Hàng nói chung làm tích hết toàn bộ. Cao này em đo là 62. Đường kính cái mặt ở trên 34 và chiều ngang này là nó 27. Tổng chiều dài cho mỗi chú voi này nè là lên tới 52 nha. Hàng lành tích nguyên vẹn hết, yếm là yếm gồng. Đó, bà con mình xem nha. Đó, đây về mình kê đồ, chân đồ để ngoài nắng ngoài mưa cũng không bị sao hết nha bà con. Đó, một cặp lành lặn hết nha, giá cũng phải trăm cho bà con mình sưu tầm luôn. Đó, bên em bao ship toàn quốc nha. Cặp này có giá là 7 triệu nha, 7 triệu đồng một đôi nha bà con, gốm Biên Hòa nha. Đó, khoảng thập niên 80-90 á. Còn đây là một cặp đôn bồng nè, dạng đôn nghi nha. Đôi này thì tuổi đời nó khá già. Đó, cặp này thì tuổi đời khoảng 40-50 năm trở lên. Hàng nào sâu thì em sẽ bao sâu tuổi cho bà con của mình nha. Đó, đôn này cũng lớn và nặng lắm. Chiều cao này thì em đo lên tới là 82. Mặt cái đường kính ở trên là 30 nha. Còn là mặt hũ bì là 40 luôn á. Rất là dày dặn, rất là nặng.
nó lên cái màu da cóc hết luôn rồi đó nha. Đây bà con mình xem nè, đó, cây đồ trưng đồ là khỏi chê luôn. Họ theo thời gian năm tháng, những cái loại đôn ngày xưa á, cái người ta làm cái loại đất nó dày dặn lắm nha, khá là nặng chứ không phải như bây giờ mỏng manh mà nó nhẹ. Đó, cặp này giá là 8,5 triệu nha, 8,5 triệu nha, bao ship bao kiểm tra hàng. Và đến với mã tiếp theo là số 8 nè, một cặp bình gốm xứ Tàu nha bà con. Đây bà con mình xem nha, vẽ là tích tùng nai khá là đẹp luôn á. Đó, hàng này là khắc vẽ nổi luôn. Chiều cao cái bình này em đo lên tới 42, miệng có cái đường kính nó là 12 nha. Chiều ngang cho mỗi một mặt cái này là 15 luôn nè. Đó, mỗi một mặt vuông của nó là 15 nha. Đó, hàng thì em bao làm tích hết toàn bộ, vuốt tay và vẽ tay. Chôn đế đây, mộc chuyện rất là đẹp nha, 6 chữ Tàu. Đó, nó lồi lõm vì người ta vuốt tay vậy nè, mình về sờ vào cảm nhận nha. Cặp này có giá là 3,8 triệu nha bà con, 3,8 triệu nha, vẽ màu rất là đẹp. Và mã tiếp theo số 9, một cái chiếc bình hút lọc nữa nè, cũng mang gốm Tàu luôn nha. Cái màu men bà con xem nhìn rất sang trọng và đẳng cấp, quý tộc nha. Vẽ vàng nha bà con. Cao này em đo tổng là 49, miệng đường kính 10 phân, quanh bụng này thì lên tới 100 nha, không nứt bể hay tóc gió chỗ nào hết nha. Nó làm tích và nguyên dạng đế đây. Đó, rất là đẹp luôn nha bà con. Hoa văn quả tiết. Chiếc bình này em giao lưu giá cho bà con của mình nha, đó là 4,800,000 đồng, bao ship bà con mình tặng nhà. Hàng về đến nơi cứ kiểm tra hàng, lành lặn liền lạc, đúng hàng đúng chất lượng bà con mình nhận. Đó, bà con mình yên tâm. Và mã tiếp theo đó là số 10, một cặp bình gồng nha bà con, men gạn nha, cũng là gốm Tàu luôn nè. Cao này là em đo 44, miệng đường kính 12, cái hoành bụng này nha lên tới là 69 nha. Hàng làm tích không lỗi lầm. Đó, gốm xứ Tàu, hàng này thập niên 80-90, khoảng 30-40 năm đó bà con mình xem. Đây, chôn cái đế nữa nha. Đó, khá là đẹp cho những con rồng người ta vẽ nè. Cặp này giá em giao lưu là 3,800,000 đồng nha bà con, 3,8 triệu nha. Và mã tiếp theo đó là số 11. Đây là một cái giống như một cái chậu á, không con mình xem, mà người ta có khắc vẽ những cái chữ Nho Hán chữ Tàu nha, men gạn luôn. Đường kính này 22, chiều cao lên là 6 phân. Đây men gạn khá đẹp, mộc chuyển đế cũng rất đẹp nè. Đó bà con mình xem nha. Cái này giá vô lưu là 1,8 triệu nha bà con, mấy cái này đều hàng già đồ hết nha. Đây và mã tiếp theo số 12. Đó, một cái đĩa chanh nè, tùng hạt Trường Xuân nha, lớn Tàu. Cái này thì nói chung hàng cũ gần đây, không cổ không xưa nha. Đó, cái nào xưa em báo xưa. Đường kính đĩa là 40 nha cho mỗi cái. Đó, khá là đẹp luôn. Mỗi một chiếc này thì giá chỉ có 700,000 thôi. Hàng thì em bao làm tích nha, không đứt bể tóc gió. Tuổi đời 20-30 năm đổ về. Còn cái tích này bà con mình xem nè, Cửu Long Chúc Phúc, 9 con rồng. Đó, 9 con rồng này á, bà con mình để xem là những cái con rồng này là đều những con rồng màu khác nhau hết nha. Đó, huyết long, thanh long nè, đầy đủ hết nha bà con. Rất là đẹp nha, 9 con rồng. Đó, đế đây. Đó, năm nay năm rồng mình sưu tầm về, nói chung rất là thích hợp về phong thủy nha bà con. Về nói chung rồng nó về sức khỏe quyền lực rất là hay nha. Em giao lưu cái đĩa này giá là 800,000 cho bà con của mình thôi nha. Rồi mã tiếp theo này, em có một bộ bàn cờ gỗ hương. Chất liệu nguyên bộ bàn cờ đều bằng gỗ hương, mà con cờ nó là bằng gỗ chắc nha. Đó, cái đường kính cái bàn cờ này chiều ngang là 54, chiều dài nó lên tới 59 lần nha. Độ dày này thì em đo 7 phân, nó có hai cái hộc hai bên để mình để con cờ nè. Đó, cờ này thì mỗi con cờ cái đường kính nó 3 phân, khoảng 3,5 phân. Độ dày của nó thì 1 phân nha. Đó, con cờ quân cờ này đều bằng gỗ chắc hết nha bà con, bằng gỗ chắc đỏ đen nha. Còn hộp cờ này là bằng gỗ hương mình nha. Đó, nguyên bộ như thế này giá là 3,6 triệu thôi nha, 3,6 triệu đồng em bao ship bà con mình luôn. Mã số 14 em một bộ bằng cờ nữa nè, và đặc biệt bộ bằng cờ này giá trị ha. Đó, và đặc giá trị là mới đồ gỗ đó, gỗ này là đều là gỗ chắc hết đó nha bà con. Đó, được người ta khảm nổi luôn nha, khảm cái mặt bằng cờ nổi luôn. Cái đường kính chiều dài là 48 là đây, còn em mở bên trong cho bà con mình xem nè. Đó, những cái quân cờ nha, tổng cái chiều dài hộp cờ này 53. Đó, con cờ này nó cũng kích thước bằng con kích vừa rồi thôi. Đó, nó dày hơn chút xíu luôn á, 3,5 phân nè, dày nó tới 1,5 phân là. Đó, gỗ chắc toàn bộ 32 quân cờ đầy đủ cho bà con mình chơi cờ tướng đam mê nè. Bộ này giá em giao lưu là 2,5 triệu, 2,500,000 đồng. Và mã kế tiếp theo số 15. Đó, 15 này thì có một cái bức tranh khá đẹp và khá là phong thủy khá là tốt luôn nha. Thập bát ở này là mầm Bắc Thiên Quá Hải nha bà con. Những gương mặt vẽ rất là thần thái và hồn luôn, vẽ màu nha. 8 vị tiên. Chiều cao em đo là 73. Tổng cái chiều dài cái bức này lên tới là 118. Dày khung tranh là gần 3 phân phủ bì, miếng giữa là tranh gốm Tàu nha. Khung là khung gỗ Tàu. Bà con mà xem khá là đẹp nha.
về treo lên tường bên khu vực nhà mình, nó mang tính chất phong thủy rất tốt. Đó, tám vị tiền, bát tiền qua hải, mặt gỗ sau lưng người ta cũng gia cố chắc chắn nha. Hàng này hàng cũ 20-30 năm thôi nha bà con, không phải cổ hay xưa nha. Bức này em giao lưu hôm nay thanh lý bà con mình chỉ 2,5 triệu thôi nha, 2,500,000 đồng bao cuốn ship tận nhà luôn á. Và mã kế tiếp theo này số 16 em có là một cái chậu rất là đẹp và độc đáo luôn nha. Đó, cũng quẻ là trên mặt là những cái tích là bát tiên đó bà con mình xem khá đẹp. Đó, quẻ là mặt trong mặt ngoài luôn, nhìn rất là hồn luôn. Cái này chậu này nói chung rất là hiếm, rất là ít, mà làm mà đựng trái cây ngũ quả cũng được, hoặc mình trưng bày nha bà con. Đó, cao em đo 19, miệng đường kính là 32. Đây cái chân nó đây bà con xem nè, và cái chuyện cái sâu lồng của nó nha, rất là sâu. Đó, quẻ hai mặt luôn nha. Đây đó, hàng này nói chung cũng rất hiếm nha bà con. Em giao lưu cái chậu này giá là 3 triệu bao ship tặng nhà, hàng tàu xưa nha. Mã số 17 là một cặp bình rồng nữa nè, rồng đất nổi luôn nha. Đó, chiều cao bình này thì nó lên tới 38, miệng bình là 10 phân, và hoành bụng này nó lên tới là 61 nha. Hàng lành lặn liền lạc hết, không lỗi lầm. Đó, hàng xưa theo thời gian nha, những cái hàng nào xưa sâu tuổi em báo chuẩn bà con mình cứ về kiểm tra và test hàng thoải mái. Cái đế đây đó, rất là già đồ, cặp này rất là già nha bà con. Đó, bà con mình xem nha, rồng quấn quanh bình. Đôi này em giao lưu giá 4 triệu thôi nha, 4 triệu đồng bao cuốn ship tặng nhà. Cặp này cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay. Cầu xưa Lê Nguyên chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Thì cuối clip cũng mến chúc sức khỏe bà con của mình, cũng xin mến chào và hẹn gặp những clip kế tiếp ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo. Các bà con có nhu cầu sưu tầm đồ thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại cũng như số Zalo 0772 877278 với bà con. Địa chỉ của chúng em là ở tại tuyến tránh sạt lở quốc lộ 91, khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, thành phố Cần Thơ nha bà con. Mến chào và tạm biệt ạ.